điểm chơi của ta 4-1. Rất khó, một pha sẽ bóng rất khó cả quân. Một pha bóng cánh trái của cầu thủ Kỳ Sơn rất khó. Điểm cho đội Kỳ Sơn 2-4. Kỳ Sơn có bóng. Đội Kỳ Sơn có một hàng rào chắn
vào những phút ban đầu thì đội Lý Sơn cũng luôn là người rất nhiều. Nhưng đến thời điểm này thì đội Lý Sơn đã ăn vươn lên trước 2 điểm so với đội Quảng Ngãi. Những pha bóng rất là cố gắng và nỗ lực của đội Lý Sơn đã mang lại điểm số 18 cho đội Lý Sơn. Đội Lý Sơn thực sự là không có tự sát nhưng mà hàng chắn thì rất là chắc chắn. Đội Lý Sơn tiếp tục sẽ bóng, đã có kết quả một ngày, đội Lý Sơn sẽ bóng. Sau những pha chặt về thì anh sẽ không có thực hiện kết quả căng và anh sẽ bỏ. Còn là mang lại điểm số cho đội Quảng Ngãi 9. Đội Kỳ Sơn ra tiền không? Mặc dù anh thấm tay phải nhưng anh lại đứng cánh trái này rất chắc chắn và luôn đang nhận điểm số cho đội Kỳ Sơn. Về đây. Nếu như đội nào vượt qua các bóng tiền phong cho các cầu thủ trên sân,
điểm cho đội Kỳ Sơn 18-9, một trận bóng rất đầy đặn. Một pha bóng rất tốt của đội Quảng Ngãi, mặc dù mình giữ chặt rất tốt nhưng mà điểm số vẫn không đẹp bằng ai. Rất là khó đó đội Quảng Ngãi. Kỳ Sơn điểm cho đội Kỳ Sơn 19. Đúng là một sản phẩm thế cho đội Kỳ Sơn.